Thưa quý vị, thác Bản Dốc về phía Việt Nam thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phần thác nằm trên lãnh thổ Trung Quốc được gọi là Đức Thiên, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây. Thắng cảnh này từng được xếp hạng là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới. Ngày 15 tháng 9 năm 2023, loạt hoạt động đưa vào đón khách qua lại tại thác Bản Dốc Việt Nam và Đức Thiên Trung Quốc được triển khai vận hành thí điểm. Tuy nhiên, mới đây, do sự cố bên phía Trung Quốc, Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Dốc vừa thông báo tạm dừng đưa đón khách qua lại khu cảnh quan này. Theo thông báo của Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Dốc, việc đưa đón khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc tạm dừng từ ngày 11 tháng 8 năm 2024 đến khi có thông báo mới. Lý do đưa ra là có sự cố xảy ra tại khu cảnh quan ở bên phía nước bạn. Trường hợp du khách đã đăng ký và nộp các khoản phí thì xem xét hoàn trả hoặc xử lý hài hòa đối với du khách. Trong khi đó, các hoạt động đón du khách nội địa đến tham quan khu du lịch thác Bản Dốc vẫn diễn ra bình thường. Trước đó, hoạt động đưa đón khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc được triển khai vận hành thí điểm từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Sau hơn 10 tháng thí điểm, gần 950 đoàn với khoảng 12.000 lượt du khách nhập cảnh qua lại tham quan du lịch.